Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 22 tháng 9, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay. Hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở vùng Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Cùng với đó là giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động gió trên cao nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Trung Du, Đồng Bằng và Hòa Bình có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng khả năng kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, đêm và chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi hứng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên thời tiết duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Ngay sau đây là dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 9 các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày có nắng nhẹ. Riêng Hòa Bình có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 26 độ. Riêng tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ dao động từ 20 đến 22 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Riêng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Kính thưa quý vị và các bạn, một vài ngày tới, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, nên trên khu vực khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng như là lốc, sét và mưa đá, gió giật, đặc biệt trên biển và vùng ven biển. Mưa lớn thời đoạn ngắn nguy cơ gây lũ trên các sông lên trở lại, gây lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc, ngập úng ở các vùng trũng thấp. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác và theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động phòng tránh. Ngay sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 22 tháng 9. Khu vực Đồng Bằng mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 93%. Khu vực miền núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, chiều có mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 95%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, mưa to và dông xảy ra vào chiều và chiều tối. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực thị xã Kỳ Anh nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, chiều có mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 92%. Vùng biển Hà Tĩnh, vùng biển có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Miền Bắc sẽ chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh, cùng với đó sẽ có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm.
khi đón đợt không khí lạnh đầu tiên mùa đông năm nay. Vì vậy, trong những ngày này, khi ra đường thì bạn nhớ đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ. Đặc biệt là trong lúc giao mùa, việc đeo khẩu trang không chỉ giúp cản bụi mà còn giúp ngăn ngừa virus vi khuẩn lây qua đường hô hấp. Bản tin dự báo thời tiết sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.